ánh sáng mặt trời đang xuyên qua những khe hở của vách đá thạch anh các bạn. Anh em sẽ tìm một cái viên nào đó đang tỏa sáng. Để các bạn nhìn thấy này, tỏa sáng này. Đây là một bức tường bằng đá thanh hoàn toàn các bạn nhé. Anh em làm bằng dọ đá. Đây, anh em sẽ soi một viên nào đấy để các bạn xem. Nhìn bề ngoài thô sơ đơn giản như thế này, nhưng buổi tối soi đèn pin vào hoặc ánh sáng bình minh sẽ nhìn thấy những cục đá các bạn này. Đây. Viên này viên trắng này các bạn này. Trắng các bạn này. Đây. Đang buổi sáng 9 giờ sáng nhưng khi làm tường bằng đá thạch anh như thế này thì rất là mát các bạn ạ. Mát năng lượng. Ánh sáng vẫn đi qua những khe cửa khe như thế này. Đây, anh em đang thi công công trình hoàn toàn bằng đá phong thủy tự nhiên Việt Nam. Toàn bộ hoàng gia của bạn đấy. Khá là thú vị. Các bạn thấy ánh sáng này đang xuyên qua này. Các bạn thấy à. Rất đẹp và năng lượng các bạn. Tường dọ đá các bạn nhé. Trong này tối một xíu thì anh em sẽ lấy cái pin soi vào thì nó sáng hơn. Các bạn nhìn thấy những cục đá bình thường vừa vàng này, nhưng khi đèn chiếu vào các bạn này rất khác lạ. Đặc điểm của tường đá thanh là giữ được nhiệt rất mát, và thứ hai là chất trạch tạo ra năng lượng dương. Thứ ba là khử các tia xạ các bạn ạ, là vật liệu thân thiện với thiên nhiên. Các bạn đăng ký kênh theo dõi để anh em sẽ hoàn thành thêm. Anh em Sản Tinh Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại.